Hai mọi người, hôm nay mình làm clip này nói về cách dịch của chữ cigarette từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Hầu hết chúng ta đều nhớ rằng cigarette là thuốc lá, nó giống giống với nghĩa của chữ tobacco, đấy, cũng là thuốc lá. Vậy cái cách dịch cigarette sang là thuốc lá có đúng hay không? Để trả lời cho câu hỏi này thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. Chính phủ nên cấm thuốc lá. Lên trẻ em dưới 18 tuổi. Về cơ bản thì chắc chắn là tobacco là đúng rồi, vì thuốc lá. Nhưng còn cigarette, như vậy có đúng không? Câu trả lời là sai hoàn toàn. Bởi vì câu này nếu dịch ra là chính phủ nên cấm một điếu thuốc lá, một điếu thuốc lên trẻ em dưới 18 tuổi. Đấy, bởi vì cigarette đếm được số nhiều. Và trở lại chúng ta phải thêm S. Đấy, chính phủ nên cấm những điếu thuốc lá lên trẻ em. Nó hơi khác với tiếng Việt là chúng ta sẽ chỉ nói nên cấm thuốc lá, chứ chúng ta không khi nào nói là nên cấm những điếu thuốc lá hết. Nó không Vietnamese. Đấy. Bởi vì thế rất dễ hay nhầm lẫn. Và vì vậy khi dịch sang tiếng Việt chúng ta phải, không lại nên nữa mà là phải dịch chữ cigarette là điếu thuốc lá. Điếu thuốc lá mới đúng, hoặc là điếu thuốc. Đấy. Bởi vì khi bạn dịch sang thuốc lá, bạn sẽ rất bị nhầm lẫn là liệu nó đếm được hay không đếm được. Một ví dụ nữa, lệnh cấm thuốc lá. Đấy. Vietnamese là thế này, còn dịch sang tiếng Anh, lệnh cấm thuốc lá là, lệnh cấm ở đây là danh từ, nó sẽ là một thành danh từ ghép, đó chính là nếu mà dịch cigarette là thuốc lá, đấy, thì chúng ta sẽ lệnh cấm thuốc lá thế này, đúng không? Vậy nó sẽ là sai hoàn toàn. Đây vẫn là lệnh cấm một điếu thuốc lá, mà lệnh cấm thuốc lá ở đây ý, một là chúng ta phải là tobacco. Đấy. Hai là cigarette. Lệnh cấm những điếu thuốc lá. Lệnh cấm thuốc lá ở đây. Đó, đây là hai ví dụ điển hình cho việc nếu bạn dịch cigarette sang tiếng Việt là thuốc lá sẽ dẫn đến bạn sẽ bị viết sai hoàn toàn, mà phải dịch thành điếu thuốc lá. Đấy. Ok, hy vọng qua cái clip này mình đã giúp các bạn tránh một trong những lỗi sai cơ bản ở trong writing AL, đó chính là liệu cái cigarette là điếu thuốc là sẽ có số ít hay là số nhiều. Đấy. Và mình nói thêm ở đây nó cũng có thể viết thành lệnh cấm ban on cigarette. Đấy. Phải là có S, nếu mà không có S là vẫn cứ sai. Thấy chưa? Lệnh cấm lên thuốc lá. Một, hai là tobacco. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.